Rồi, ngồi vào ghế nha. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi, chào em, hãy giới thiệu về mình trước. Dạ, em tên Sang, hiện tại là em sống ở Gò Vấp. Em làm bên cơ khí ô tô. Hay dữ vậy, làm nghề này lâu chưa? Khoảng 3 năm. 3 năm? Dạ. Rồi, năm nay em bao nhiêu tuổi, quê mình ở đâu? Dạ, em 30, em ở Kiên Giang. Quê Kiên Giang, mình lên đây lâu chưa? Dạ, cũng 5-6 năm. Mời em bên đây giới thiệu. Chào chị Cát Tường, em tên là Thông. Em sinh năm 1994, quê em ở Đà Lạt. Hiện tại và em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì không? Hiện tại em đang tự kinh doanh về đồng hồ. Dữ dằn ha, làm ông chủ nhỏ rồi ha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Điểm mạnh của em là em khá là vui vẻ, lúc nào mình cũng nghĩ tới những cái điều tích cực hơn, rất là hòa đồng với mọi người. Còn điểm yếu của em thì nhiều lắm, ngủ ngáy nè, hay càm ràm, hát dở, làm cái gì cũng dở hết. Nhiều lắm. Nhiều lắm, nhiều cái dở lắm phải không? Đúng rồi. Rồi nhưng mà giỏi, mình kinh doanh riêng đồ là mình giỏi rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống tình cảm lắm. Còn điểm yếu là hay bị nóng, nhưng mà chút xíu là em quên mất tiêu à. Dạ. Rồi. Về tình trường thì sao? Em thì cũng ba mối tình. Mối tình lâu nhất của em là được 4 năm. Ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. 4 năm mà sao lại chia tay? Khoảng 2 năm đầu tiên thì em không biết là người ta đã có gia đình. Và có con trai. Là sao, là người đó là trai hay là gái? Là con trai. Là con trai, có vợ? Có con luôn. Có vợ có con luôn. Đúng rồi. Mà em quen mấy năm trời em không biết. Đúng rồi. Trời sao hay vậy? Người ta giấu hết, em không biết một cái gì hết. Thì quen nhau được khoảng 2 năm rồi thì lúc đó em mới biết là họ đã có gia đình. Rồi lúc đó thì cái tình cảm của em nó cũng vơi bớt dần đi. Tại vì em cảm thấy là người ta không có thật sự là dành trọn cho mình á. Thì sau này người ta cũng có vài lần người ta, cái nhu cầu của họ quá lớn, chuyện đó quá lớn. Nên em cảm thấy em không đáp ứng được và em chia tay. Với lại người ta cũng có gia đình rồi, mình vậy chi, đúng không? Dạ. Rồi lúc đó cái người có khi nào có bị bắt ghen, đánh ghen gì lần nào không? Dạ, cũng có. Cũng có hả? Dạ. Đâu, em kể lại cái sự cố nào, em kể lại một câu chuyện nào đặc biệt mà em nhớ cho chị nghe coi. Thì cũng có lần chị đó, chị cũng có gặp em, hỏi em là em với ảnh đang như thế nào. Nhưng mà em lúc đó em đa số em đều là cảm thấy mình cũng có một phần có lỗi á, nên là em thường là em hay trốn tránh. Em không có dám đối diện. Rồi chị đó có làm gì em không? Dạ. Rồi mà quen rồi cuối cùng sao mà dứt được vậy? Thì em bỏ về quê. Bỏ về quê. Rồi từ đó tới nay còn có mối tình nào khác nữa không? Dạ cũng có, nhưng mà chỉ có mối đó là sâu nặng nhất. Đúng rồi. Rồi giờ quên hẳn chưa? Hiện tại người đó đối với em bây giờ, tới hiện tại bây giờ vẫn là anh em, vẫn là tri kỷ. Tuy là không còn yêu nhau nữa nhưng mà có những chuyện anh ấy ảnh vẫn có thể chia sẻ với em và em cũng có thể chia sẻ lại. Nhưng mà giờ anh đó, anh về anh sống với vợ ảnh hay là anh vẫn có dạ quen không? Người khác? Anh với vợ ảnh ly dị rồi. Ồ, vậy á hả? Sao không quay lại với nhau? Em nghĩ là lúc này tình cảm đã hết rồi. Nó đã chuyển qua một cái hướng khác rồi, nó không phải là tình cảm của tình yêu nữa. Rồi còn em sao, tình trường mình như thế nào? Dạ em chỉ quen vài 3 tháng là không hợp, là tụi em tự chia tay. Lý do tại sao mà không hợp? Không hợp chỗ nào mà mình quen nhau ngắn quá vậy? Hình như cái số em không vậy chị. Nhưng mà cái lý do gì mà dẫn đến chia tay? Thông thường là những lý do gì? Không hợp chị, hoặc là có cái chuyện đó nhiều quá. Trời, hai người này giống nhau quá vậy. Dạ. Vậy là không có mối tình nào mà động lại cho em nhiều kỷ niệm rồi? Chưa có. Dạ. Từ nhỏ đến lớn có quen bạn gái nào không? Dạ có, lúc khoảng 19 tuổi. Cũng có làm ăn gì được không? Cũng có chị. Cũng có. Rồi sao tự nhiên dạ. Đang quen bạn gái ngon lành mà làm cái nghề của em là cái nghề đàn ông nữa, rồi sao không lấy vợ đi trời? Là do các bạn làm chung với cháu của em. Lúc đó là như đám cưới của dì của em với quê dắt về, nên như em bị bẻ gãy. Có nghĩa là vậy là mình bị dụ. Chứ hồi còn mình từ nhỏ lớn lên là mình vẫn là thanh niên. Dạ, trai dạ. Tráng bình thường. Dạ. Chắc có lẽ một phần cũng do em tiếp xúc quá chị. Giờ có khi nào em nghĩ là một ngày nào đó em sẽ quay lại, em thích phụ nữ, em lấy vợ sinh con không? Dạ chắc không. Lý do? Em đã từng yêu phụ nữ được mà. Nhưng mà em không có cảm xúc nữa. Tại vì em cũng đâu có ra ngoài đường, hoặc là ấy, em cũng không có nhìn. Mà con trai thì nhìn? Dạ. Rồi ba mẹ có khi mà phát hiện có phản ứng như thế nào với em? Ba em chưa biết. Lần này em về ba không hối cưới vợ.
Ừ chứ nhìn em người ta không có biết được đâu, tại nhìn em thấy là đàn ông men chứ dạ. Không có cái nét gì mà gọi là đúng không? Dạ. Rồi em kể là chi tiết cái lần em bị dụ coi, sao mà dụ được trong khi có bạn gái rồi mà sao mà bị dụ được hay vậy? Lúc đó là em chia tay bạn gái. Ừ. Khoảng chừng 2-3 tuần. Ừ. Cái quê của em là ở một cái huyện, còn ừ. em lên trên thị xã là em quen bạn gái đó. Rồi. Xong rồi em về đám cưới gì á. Ừ. Là em về dưới, thằng cháu của em nó dắt về. Rồi. Là tối hôm đó em xỉn, cái nó làm gì em cũng không biết. À, có nghĩa là em coi như là bị xỉn cho nên là mới là bị người ta phá trinh tiết mà không hay biết phải không? Đúng không? Dạ. Ủa nếu vậy thôi mình tỉnh lại thì thôi, mình đó là mình đâu có biết cái gì đâu, mình tỉnh lại thì mình vẫn là mình bình thường chứ sao tỉnh lại rồi mình mê trai luôn. Nó còn dư dấn á chị, nó còn dư dấn á chị. Trời đất ơi. Cái qua sinh nhật tới sinh nhật cháu em nó cũng đòi về. Nó đòi em cho nó về. Cái nào là em cũng kêu nó về. Xong rồi cũng ngồi lâu một thời gian, cái em học cái em đi lên trên đây là ngày nào nó cũng qua kiếm em. Là cái thằng đó dụ em đó, rồi dạ. Sao chia tay với đó? Thật ra là em không có quen, mà mục đích của nó quen em là chỉ là cái chuyện tình dục thôi chị. Thôi khó quá, tôi không hiểu nổi đâu. Có khi nào em ở đó giờ có bạn gái chưa cưng? Hồi lúc đi học em cũng có bạn gái. Có bạn gái. Đúng rồi. Rồi sao tự nhiên đang có bạn gái rồi chuyển qua thích con trai? Lúc đó quen bạn gái em nghĩ cái lúc đó là chỉ là tình cảm học trò thôi. Ừ. Mình chỉ cảm thấy mình mến bạn đó, ừ. Rồi mình thích đi với bạn đó thôi, ừ. Chứ nó không phải gọi là yêu, ừ. Vậy rồi tự nhiên đang có bạn gái, ai là người khám phá ra em để em biết em là thích con trai? Cái tính cách của em từ hồi nhỏ thì em nghĩ là nó đã nhẹ nhàng hẳn rồi. Nó không có xu hướng theo những bạn nam hẳn. Lúc mà chơi game audition á, thì lúc đó là em có nói chuyện với những bạn nam ở trên đó, ừ. Thì mình cảm thấy mình thích nói chuyện với những bạn đó hơn. Người đầu tiên khám phá là người mối tình 4 năm đó. À là cái mối tình 4 năm đó ha. Vậy mà cuối cùng cũng chia tay, thiệt là buồn ghê. Bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn trai có thể sống với nhau được lâu dài, là em muốn tìm một người như thế nào? Em cần một người chín chắn, có trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau. Em không thích những người nói dối. Về ngoại hình? Ngoại hình thì ưa nhìn là được. Còn em muốn tìm một người như thế nào? Dạ, một người bạn dễ thương tí, biết quan tâm em tí, và em cũng quan tâm ngược lại. Cuộc sống của em ổn định không? Cũng là ổn định rồi chị. Có nuôi ai không? Ba mẹ gia đình có nuôi ai không? Cũng vài tháng lâu lâu em có gửi về cho ba chứ. Ừ. Tại vì mẹ em cũng mất sớm lúc em 8 tuổi. Rồi. Dạ. Thế bây giờ trước khi mà mở cửa trái tim ra, chị muốn cho hai em cảm nhận nhau trước khi nhìn thấy mặt nhau. Bây giờ hai bạn đặt tay lên đây nè, để mình nắm tay nhau một cái coi có cái truyền được cái miếng điện nào qua. Không có nhìn nha, không khoan nhìn mặt, cho cầm tay nhau trước. Đặt tay vào đây đi ạ. Tay bên đây gồ ghề nam nhi quá ha. Tay bên này mềm mại phụ nữ quá ha. Rồi nói cảm nhận với nhau luôn đi trước khi mình nhìn thấy nhau. Có cảm giác ấm ấm. Ấm ấm? Dạ. Thế em có cảm xúc gì không em? Thế nó lạnh quá rồi. Em giờ mới lạnh là nó vậy. Vậy hả? Dạ. Có rồi. Khi nó đổ mồ hôi tay. Rồi được rồi. Rồi đã tới. Bây giờ em hình dung bạn trai bên này. Em bên này là người như thế nào? Em nghĩ là mặt tròn tròn. Mặt tròn tròn. Cao hay thấp? Trắng hay đen? Có lẽ là trắng. Rồi được rồi, không để hai bạn đoán lâu nữa. Hãy nhìn thẳng vào trái tim, Tường sẽ mở cửa ra cho hai bạn gặp nhau nha. Chào em. Chào anh. Rồi, bây giờ cảm nhận đầu tiên khi mà nhìn thấy em ấy như thế nào? Có đúng như ý em suy nghĩ, em tưởng tượng không? Giống được cái mẫu người lý tưởng em bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ bạn là mặt trắng trắng tròn tròn. Bạn cũng 70-80 thì. Thế còn em? Em nghĩ là nhìn bạn cũng thấy khá là dễ tin tưởng. Dễ tin tưởng. Đó cũng chỉ mới là những cái cảm xúc thôi. Nhưng mà quan trọng là con tim mình nó có rung động, có hồi hộp, có được tí gì chưa? Có. Em thì có, dạ. Hôm nay có gì chưa? Chút chút. Mới chút chút. Bây giờ để có nhiều hơn thì chúng ta phải trao đổi, trò chuyện với nhau một chút xíu. Ủa cái này sao đây? Trời ơi, gã lăn lên. Anh tặng. Cảm ơn anh. Em còn có một món quà tặng cho em. Quà gì vậy? Quà gì gói kỹ quá vậy? Tiết lộ cho Tường nghe được không? Dạ, là cái ví. Là cái ví.
mục đích gì, chủ kinh ý nghĩa gì? Thì em nghĩ là chiếc ví nó tượng trưng cho về tiền tài. Em muốn chúc anh nhận được chiếc ví này thì sẽ thành công hơn. Rồi. Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn ít phút để chúng ta trò chuyện với nhau nha. Rồi ít phút thì Tường sẽ quay lại mời cho đồ ăn của nhà hàng lên ạ. Tường mời hai bạn thưởng thức món hải sản đúc lò. Món ăn này mang phong cách châu Âu, là một sự hòa quyện giữa các loại hải sản tươi ngon như là tôm nè, mực nè, cua nè, được chế biến một cách rất là tinh tế, tỉ mỉ. Và đặc biệt, em nhìn đi, trang trí rất là đẹp mắt đúng không? Rồi, vừa thưởng thức vừa trò chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn nha. Ít phút thì Tường sẽ quay lại. Dạ. Chúc hai bạn ngon miệng. Dạ, cảm ơn. Em muốn hỏi anh là anh quan niệm như thế nào về tình yêu? Về tình yêu thì em cần cái là chung thủy, không nói dối là được. Nhưng mà em nghe anh nói là anh chỉ quen tầm 3-4 tháng thôi mà. Không, cái đó là không hợp. Tại vì chỉ trong giai đoạn tìm hiểu thôi, chưa có quen. Còn em? Thì em nghĩ là em cần một người có suy nghĩ một chút. Em không thích quen những người như hiện tại. Có nghĩa là họ chỉ nghĩ đến hiện tại thôi, họ không nghĩ đến tương lai. Và em cần một cái tương lai đó. Anh cũng vậy. Chắc chắn hơn. Ừ, đúng. Em thấy anh sao? Nói chung là đối với em thì em không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình nó chỉ là một cái yếu tố nhỏ thôi. Nó vẫn quan trọng về tính cách hơn. Thì nếu mình quen nhau thì có thể tìm hiểu tính cách từ từ. Anh đã come out chưa? Anh chưa. Chưa hả? Thì hiện tại em cũng chưa có come out. Nhưng mà em nghĩ là ba mẹ dù sao ba mẹ cũng sẽ biết thôi. Đúng rồi. Vậy thì khi mà phát sóng chương trình này thì nếu gia đình anh biết thì sao? Anh đã lại ra tới đây và anh lên chương trình này là anh muốn cho mọi người biết. Thực ra trong công ty anh cũng không ai biết anh đâu. Dạ. Chứ lẽ nếu mà công ty có coi là sẽ biết. Sao giờ trao đổi thêm chút xíu, thật ra chị Tường cũng tò mò. Chị Tường cũng thật sự. Rồi bây giờ trong theo như trong giới của tụi em, tụi em nghĩ cái điều gì là quan trọng nhất để mà giữ vững được một cái mối quan hệ? Em nghĩ là một người phải có niềm tin vững chắc lắm thì mới có khả năng, mới có thể trao cho người ta cái niềm tin được. Giờ mình không có một cái gì ràng buộc nhau trơn, làm sao? Mình nên xây dựng từ những lời nói thật nhất. Đừng nói nên nói dối nhau. Em nghĩ sao vừa rồi, chị theo chị Tường biết là trong cộng đồng LGBT có rất là nhiều cặp tổ chức đám cưới. Dạ. Và có những cái đám cưới tập thể cho cộng đồng LGBT nữa, thì em suy nghĩ gì về điều đó? Em nghĩ kết hôn á thì chắc cũng không có hàn gắn được lâu đâu chị. Sao vậy? Tự nhiên kết hôn xong mà ngắn được lâu là sao? Ý em là sao? Không cần phải kết hôn thì mình cũng có thể ở bên nhau lâu dài mà chị. Em nghĩ sao? Ông nghĩ sao? Em nghĩ em có mong muốn có một cái kết hôn, có một cái đám cưới không? Em nghĩ em cũng muốn, nhưng mà nó không phải là bây giờ thôi. Thì có nghĩa là ai cũng khao khát. Nếu đúng thật rồi. Sự một lúc mà mình tìm được cái người mà mình yêu thương thật sự, mình muốn bên người ta lâu dài thì mình cũng mong muốn một cái đám cưới chứ, đúng không? Đúng rồi. Tại vì chị muốn hiểu thêm về tâm lý của tụi em có những như khác gì một người phụ nữ hay không, kiểu vậy đó. Rồi ngoài ra mình còn khao khát điều gì khác nữa không trong tình yêu? Em nghĩ là ai cũng muốn có một cái cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà em nghĩ để hạnh phúc thì nó rất là khó. Như vậy thì bên đây ba em là vẫn không biết cái chuyện của mình, thế còn bên em thì gia đình em có biết về cái mình có come out với gia đình chưa? Em cũng chưa. Rồi em định có come out hay không? Em sẽ come out, nhưng mà em nghĩ là cũng vì nhờ cái chương trình này thì em nghĩ là nhiều người họ hàng của em sẽ biết, và lúc đó cũng sẽ nói với mẹ em thôi. Nhưng mà em nghĩ là trước giờ mẹ em có biết trước chưa? Em nghĩ là mẹ nào đã sinh con ra thì hầu như đều hiểu cái tính cách của con đó, và em nghĩ là mẹ cũng biết. Còn bố? Còn ba em thì mất rồi. Mà em thì chị cũng nghĩ, tại vì em nói em nhẹ nhàng từ nhỏ đúng không? Đúng rồi. Thì chị nghĩ mẹ em cũng biết. Nhưng mà em nhìn rõ ràng em có suy nghĩ giống chị không? Cái anh này anh rất là gồ ghề, rất là men, rất là nam. Thế em có gì làm sao mà gia đình em biết được? Thế dạ, em đúng nghĩ không? Đúng, em nghĩ chừng nào em mới come out với gia đình? Em nghĩ chắc có bạn thật sự đến với em thật lòng và lâu dài thì chứ sao giờ em cũng dắt về giới thiệu với ba. Em nghĩ là tại vì ba còn hai người anh trai nữa, có gia đình hết rồi. Dạ, em cũng không mấy gì lo lắng. Rồi ví dụ em có bao giờ em nghĩ cái hậu vận của mình sau này khi về già thì như thế nào không? Tại vì một phần em là cháu đích tôn nữa. Trời đất ơi. Của ba đời dòng họ Trần Đình là. Trời đất ơi. Rồi nhưng giờ mà sao? Khi mà ba em mất á, thì cái trách nhiệm đó nó nhẹ hơn một chút. Nhưng mà em nghĩ là ba mất và trách nhiệm nè. Ba mất thì trách nhiệm em phải nặng nề chứ sao? Dạ không, tại vì không giống ai như ví dụ như không có ai để mà mình còn rồi hiểu rồi.
ép mình vô cái thế là đúng cái đích tôn đó, phải đúng không rồi, nói giỏi tông đường đó phải đúng không rồi. Thì như hiện tại thì chỉ còn mỗi anh mẹ với lại một đứa em gái thôi. Thì bây giờ thời gian của chương trình thì không có nhiều, bây giờ chị Tường dành cho hai bạn mỗi người ít phút, chúng ta thể hiện một chút xíu nữa cái gọi là sở thích của mình đi, hoặc là góp vui cho chương trình trước khi chúng ta quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Rồi mời em trai hát múa kể chuyện làm gì đó làm. Dạ em hát bài Về đâu mái tóc người thương. Về đâu mái tóc người thương. Hôm lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, lầu kín trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu, thì thôi mơ ước chi. Trời, làm gì mà rung dữ vậy, ai làm gì đâu mà cái giọng rung 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 rung, rung ghê vậy. Trời, em không rung, em hát hay chị tại... Không rung, không, giọng hay mà tại rung quá thôi. Dạ. Rồi mời em, hát bài gì đây cưng? Em không biết hát nhưng mà em sẽ hát tặng cho anh nghe bài Cháu Linh Bà. Trời ơi. Rồi mời em. Cháu lên bà, cháu đi mau giao, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ, không khóc nhẹ, để mẹ trong cây chai, tôi vào nhà máy, ông bà vui cái cày, la 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 la. Hồi hết hồn, uống hồn luôn vậy đó. À, được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Thì Tường đã dành cho hai bạn cũng khá nhiều thời gian để mình trò chuyện với nhau ha, mình trao đổi quan điểm để mình hiểu nhau nhiều hơn. Nếu mình cảm thấy đối phương có thể phù hợp với mình để đồng hành cùng mình trong cuộc sống thì chúng ta bấm nút sau 3 tiếng đếm của chị Tường. Còn nếu mà mình không đồng ý, mình cảm thấy là không phù hợp thì chúng ta không bấm. Cái này là quyền của các em. Chương trình chỉ là một cái cầu nối kết nối để tụi em đến đây gặp nhau thôi. Sau 3 tiếng đếm của Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, bấm cũng đều quá ha. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy tim đập nhanh. Tim đập nhanh. Gửi tặng bạn ấy một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày gặp nhau. Rồi. Công việc quê quán của mình trước ạ. Dạ, quê quán em ở An Giang, huyện Hậu Sơn. Họ tên mình là gì anh? Em tên Linh Văn Đủ. Linh Văn Đủ. Dạ. Công việc mình là gì ạ? Dạ, làm vườn chị. Làm vườn là mình trồng gì vậy anh? Dạ, trồng cây trái. Trái gì? Ổi với khóm. Rồi, mình sinh năm bao nhiêu vậy anh? Dạ, năm nay em sinh 87. 87 hả? Dạ. Ờ. Rồi, mình nói một chút về mình có yêu mối tình nào chưa? Dạ, em có bà mối à. Rồi, sao chia tay? Nói, kể nghe coi. Dạ, có một mối đầu cứ mà em thôi, năm nay 10 năm rồi. Mối đầu là có kết hôn gì không? Dạ, không. Có cưới người nào không em? Dạ, dạ có cưới một người mà em sống với mới có 2 tuần lễ em vậy thôi à. Bỏ em. Nói chuyện lớn lên giùm chị nha, chị đang hơi bị khó nghe. Dạ. Em rồi mình bây giờ mình sao mà lý do làm sao sao chia tay, cái cuộc hôn nhân nó như thế nào mà chia tay vậy, mình chia sẻ nó rõ ràng ra giùm bên mình đi. Tại người ta bỏ mình bên cho em nghèo. Mà mình có nghèo không? Dạ có. Ừ, hiện tại thì cái cuộc sống mình sao, thu nhập đồ ổn định không? Không, dạ em ổn định thì. Thu nhập sao? Bao nhiêu tháng? Dạ, tháng cũng được 60 triệu. 60 triệu, rồi... bây giờ nhà cửa ở thì sao? Dạ, cũng ở trong nhà với cha mẹ. Ở nhà với cha mẹ, rồi bây giờ lấy vợ nữa rồi sao? Rồi sao mà đủ sống?
tại em có làm người dường cho em buôn bán, em bổ đồng như thu nhập cho ngày 60 triệu, tháng 60 triệu. Ok, bây giờ muốn tìm một người như thế nào nè? Dạ, kiếm người là làm ăn với em sống làm tiếp em cũng như mình thôi. Rồi, người đó làm sao, quê quán ở đâu được? Dạ, ở miền Tây cũng được. Rồi ok, được rồi, cảm ơn em ha. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình nha. Em xuống xíu đi để thấy rõ mặt em nè. Rồi, ủa đang đâu mà thấy lên đến giờ trên tàu hay trên thuyền vậy? Dạ, nó trôi rồi, chỗ làm. À, đang ở chỗ làm hả? Rồi, bây giờ em nói cho anh chị mới nghe được nha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì nè? Dạ, em tên Đoàn Thiện. Thiện hay cái gì Thiện em? Dạ, Đoàn Văn Thiện. Đoàn Văn Thiện, rồi. Năm nay em 28 tuổi. Ừ. Nghề nghiệp của thủy. Quê của em ở đâu và em đang làm ở đâu? Dạ, quê em ở Huế, em đang làm ở Hóc Môn. Rồi, ok. À, Thiện nói về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? À, điểm yếu là rụt rè, trước khi vô trưởng gãi, rụt rè. Rồi. Việc quan tâm đến người khác, cả là chồng mới nuôi tâm. Rồi rụt rè trước bạn gái sao mà dám đăng ký mạnh dạng tham gia chương trình vậy? Ba mẹ kêu lấy vợ. À, ba mẹ kêu lấy vợ nên là liều đăng ký đúng không? Rồi, ok. Thì trước giờ là đã yêu mấy cô rồi? Dạ, yêu hai cô. Mà toàn yêu đơn phương mà. Là em yêu, em có bày tỏ cho người ta biết không hay sao? Tại cái bài tỏ là người ta có bố. Đơn phương. Là từ đó giờ chưa biết cảm giác nắm tay hay hôn bạn gái là sao luôn? Dạ, chưa luôn. Trời ơi, như là bây giờ em thích một mẫu bạn gái như thế nào? Dạ, bình thường được, mà chủ yếu là việc làm ăn, quan tâm đến gia đình. Tuổi tác rồi bạn gái ở đâu thì được? Ở miền Trung được, mà ở trong này được, cũng là miền Trung cũng quá tốt. Tuổi tác thì từ 20 tới 30, thời lượng hơn 2 tuổi cũng được. Lớn hơn 2 tuổi. Rồi cô gái này đã chưa từng lập gia đình đúng không? Dạ. Rồi có điểm gì em không thích ở bạn gái không? Chị cần mà yêu thương gia đình hai bên là được. Rồi ok. Em có ca hát gì được không Thiện? Dạ không, em hát giờ lắm. Mấy được bây giờ. Trời ơi, giờ ông lên sân khấu ông làm cái gì để mà ông tỏ tình với bạn gái được? Nhát quá làm sao mà tham gia chương trình được? Phải cố gắng lên. Yeah. Rồi Thiện em cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký? Yeah, em cao 1m68. Nặng 58 ký. Rồi ok, hôm nay chỉ là cái buổi cách đầu tiên thôi. Nếu mà em được chọn thì chương trình sẽ thông báo cho em biết nha. Yeah, nếu mà được lên quay à chị? Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng phải có bạn gái nữa. Và quan trọng là em có được chọn hay không. Em chờ kết quả của chương trình nha. Chọn là chị bảo được cho em nha, để em sắp xếp điểm. Rồi ok, cảm ơn em. Mình cắt xong rồi Thiệt. Mình thoát cuộc gọi được rồi ha. Em cảm ơn chị nha. Dạ. Em để cái camera xích xuống dưới để chị đang thấy mặt không có rõ. Rồi bây giờ ngồi xuống giùm chị ha. Bên mình sẽ là ban tổ chức bên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha. Mình tự tin, mình nhìn vô máy, mình nói chuyện nè. Rồi ok, bây giờ giới thiệu giùm chị đi, họ tên, công việc, quê quán của em nè. Dạ, em là Nguyễn Nhân Thịnh chị. Thịnh hả? Thịnh, Nguyễn Nhân Thịnh. Thành đúng không? Dạ, Thịnh chị, Nguyễn Nhân Thịnh, Nguyễn Nhân Thịnh. Thịnh hả? Dạ, dạ. Rồi, Thịnh sinh năm bao nhiêu em? Dạ, em sinh ngày 17 tháng 3 năm 1994 chị. Sinh năm 94, công việc em đang làm là gì? Dạ, máy chị. Nhà máy là làm gì trong nhà máy? Dạ em mai á. Công việc của em là mai. Dạ. Ừ.
công nhân may đúng không? Dạ dạ đúng rồi chị. Rồi bữa nay không làm hay sao? Dạ bữa nay em xin nghỉ chị. Rồi à, quê em ở đâu? Dạ quê em ở Thăng Bình chị. Thăng Bình. Rồi bây giờ bây giờ em đang ở đâu á bây giờ? Dạ em đang ở quê chị, quê em ở Quảng Nam á. Đang ở Quảng Nam, làm ở Quảng Nam luôn. Dạ đúng rồi chị. Rồi bây giờ nói một chút đi về em có tài lẻ hay là mình có điểm mạnh điểm yếu gì không? Dạ điểm mạnh điểm yếu của em là chị công biết việc may rồi đó. Bây giờ biết may nè, biết may được cái áo mặc không? Dạ được chứ chị. Ừ. Rồi gì nữa, có nhậu nhẹt hút thuốc gì không? Dạ không chị. Ừ. Rồi có được bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em chưa có chị. Lý do sao chưa có? Dạ làm quá rồi không có thời gian đi kiếm đó chị. Ừ. Rồi bây giờ thích bạn gái thì sao? Dạ bạn gái thì em muốn tìm một người hiền, có công việc ổn định, sau này về là phụ giúp gia đình em, vì là nhà em có hai mẹ con à. Ừ, rồi ba đâu? Dạ ba thì bỏ rồi chị. Em biết mặt ba không? Dạ không chị, em không biết, chủ yếu là em sống với mẹ em từ nhỏ đến giờ luôn. Ừ, rồi ok. Vậy hai mẹ con đang ở ngoài Quảng Nam đúng không? Rồi chắc được rồi đó. Ừ, rồi rồi được rồi, cảm ơn em ha. Nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại rồi trao đổi thêm với mình nha. Đầu luôn ha anh. Đầu tiên là mời anh giới thiệu về thông tin của mình giúp em nha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình là gì ạ? Em là kênh hẹn hò đài truyền hình HTV7 thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ đúng rồi ạ. Tụi em là chương trình bạn muốn hẹn hò ạ. Dạ rồi ạ. Anh giới thiệu cái tên đầy đủ là Nguyễn Trung Thành. Sinh ngày 22 tháng 5 1983. Là anh tốt nghiệp đại học kinh tế ra đang làm kinh doanh Hà Nội. Có nhà cửa công việc ổn định và anh đang làm về lĩnh vực đầu tư kinh doanh tài chính. Là mình làm việc ở Hà Nội luôn hả anh? Ừ. Dạ rồi, nếu mà chương trình có ghi hình trong thành phố Hồ Chí Minh thì anh có vào được không ạ? Được em. Dạ rồi, có thể vào được ha. Bây giờ anh Thành chia sẻ một xíu về bản thân mình giúp em ha. Những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào ạ? Điểm mạnh của anh là nói được, làm được. Nhưng mà đôi khi là hơi nóng tính. Nhưng mà anh biết cách là dĩ hòa vị trí các mối quan hệ, nhất là với các bạn gái. Về tình trường thì trải qua gần 30 mối tình nhưng mà chưa gặp cô nào hợp ý cả. Trời ơi. Vẫn độc thân bơ vơ mình. Là anh chưa từng lập gia đình hay sao anh? Chưa từng lập gia đình được của con. Nhưng đã từng yêu. Là hồi nãy anh nói là trải qua mấy chục mối tình luôn hả? Gần 30 mối tình thôi em. Trời ơi dữ ha. Rồi sao có mối nào mà để cho anh nhớ nhất, không quen lâu nhất, bao lâu sao mà mình chia tay? Mối tình lâu nhất của anh là kéo dài 6 tháng. Trời là lâu nhất hả? Và mối tình ngắn nhất 15 ngày. Vì cũng không có cái nào sâu đậm. Có nghĩa là tình yêu sâu đậm đến nay rất nhanh nhưng mà lại ra đi rất nhanh. Rồi, lý do vì sao lại ra đi nhanh vậy anh? Anh cũng không hiểu nữa bởi vì là có thể là mới gặp nhau thì mối tình sét đánh, em hiểu không? Lúc đầu rất là thích nhau nhưng yêu nhau một thời gian sâu đậm sau lại cả hai bên lại chán. Anh chả hiểu được. Tình yêu là lúc nào nó đến thì nó đến em ạ, còn nó lúc nào nó không đến thì nó tự ra đi. Là anh bỏ người ta hay người ta bỏ anh hay sao? Người ta bỏ anh. Người ta bỏ anh mà anh có rút ra, trời
sau gần 30 mối tình thì anh có rút ra được cái kinh nghiệm gì không? Chứ không lẽ quen ai cái cũng chóng đến chóng đi vậy? Anh cũng không hiểu nữa, bởi vì là mình đã trải qua nhiều mối tình như vậy mà họ cứ ngẫu nhiên gặp nhau ở ngoài đời, đến với nhau rất là nhanh, từ giờ tỏ ra đi rất nhanh. Rồi cái lý do vì sao mà anh lại muốn tham gia chương trình? Năm nay thì anh 40 tuổi rồi, thì đến tuổi này thì cũng đủ, đủ chín chắn kinh nghiệm trưởng thành. Nhà cửa rồi là công việc nó cũng khá ổn định. Thứ hai là năm nay cũng được tuổi của anh, được tuổi đẹp cuối cùng, lấy vợ sinh con rất là đẹp, bởi vì là anh năm nay muốn lấy vợ sinh con, và anh cũng muốn là tìm hiểu hẹn hò nghiêm túc các cô gái ở các vùng miền đất nước, nhất là tốt nhất ở khu vực Hà Nội miền Bắc, thì anh muốn là hẹn hò nghiêm túc để lấy vợ ngay đầu xuân năm mới này, nếu trong vòng 2 đến 3 tháng để kịp lấy vợ sinh con năm nay, trong năm mèo mà nó hợp tuổi với anh, thì là anh cũng là đang rất nghiêm túc để đi tìm hiểu, để quyết định khi đến hôn nhân lập gia đình và sinh con, bởi vì anh cũng 40 tuổi cũng hơi khá muộn rồi. Thì anh thông qua chương trình thì anh rất nhiều anh xem, anh theo dõi kênh hẹn hò bên trên HTV7, HTV9 thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều rồi, và là anh cũng thấy chương trình rất là hay, giúp và kết nối mọi người, giúp cho những anh hoàn cảnh còn cô đơn mà chưa tìm được bạn đời như ý, rất là tốt. Anh hay theo dõi chương trình thì thông qua chương trình anh nhờ chương trình giúp đỡ kết nối tìm được cho anh các đối tượng cô gái nó phù hợp với độ tuổi của mình và phù hợp với mình, thì Rồi anh nói luôn đi, cái độ tuổi như thế nào ạ? Như thế nào để phù hợp với anh là những cái tiêu chí luôn. Thứ nhất là anh là dân trí thức đại học, là có trình độ ăn học bằng cấp, rồi là công việc nhà cửa kinh tế ổn định, thì anh muốn là tìm các đối tượng các cô gái là phải có trình độ cao đẳng đại học trở lên, hay là nghề nghiệp công việc, các cô gái đó là chưa từng kết hôn và có con, trải qua bao nhiêu mối tình thì anh không quan trọng, nhưng mà miễn là khỏe mạnh, không bệnh tật, còn khả năng là đẻ tốt và là chưa từng kết hôn và có con, các cô gái đó phải có trình độ cao đẳng đại học trở lên, xinh đẹp càng tốt, giàu càng tốt, anh giàu nghèo không quan trọng, nhưng mà nói chung là có điều kiện thì càng tốt. Sinh năm 93 Quý Dậu tuổi Gà này, 2000 Canh Thìn tuổi Rồng này, 2001 nó Tân Tỵ tuổi Rắn này, 2003 Quý Mùi này, 91 92 này, 2004 này, và đặc biệt, nhưng mà đặc biệt là anh kết nhất ba cái tuổi sau đây, em ghi nhớ và cho anh thông tin cho anh là 93 Quý Dậu tuổi Gà, 2000 Canh Thìn tuổi Rồng và 2003 Quý Mùi tuổi Dê. Thì các cô này, các cô gái này thì yêu cầu của anh là có trình độ cao đẳng đại học lên, học các chuyên ngành kế toán, tài chính, ngân hàng, được y luật, hoặc là có nghề nghiệp công việc, thì tìm được, để tìm được các đối tượng này nó rộng tất cả các mọi miền trên tổ quốc, hoặc là người Việt kiều ở nước ngoài cũng được, nhưng mà nếu tốt nhất thì là ở khu vực Hà Nội miền Bắc. Rồi, còn yêu cầu gì nữa không? À, sao cái độ tuổi yêu cầu là chỉ nằm trong cái phạm vi 9x tới 2000 thôi anh? Ví dụ nới nới ra lớn tuổi hơn xíu rồi được không? Không, bởi vì là anh biết xem phong thủy và xem tướng số mà, bởi vì các tuổi đó thì nó hợp tuổi đường tình duyên, tuổi vợ chồng với anh. À vậy hả? Rồi, coi như là lớn tuổi nhất trong đây là cô 93 đó ha. Chứ còn 93 năm nay cũng 31 tuổi rồi. chứ còn 9x lộn 8x này kia là không được hả anh? Ví dụ 88 đồ được không? Không được em, bởi vì là anh đã từng trải qua thế hệ 8X, thế hệ 9X, rồi thế hệ con gái mới bây giờ người ta gọi là 2K mấy, sinh năm 2000 trở lên ấy. Anh đã từng, tuy 40 tuổi nhưng anh đã từng yêu thế hệ 2K mấy mới bây giờ. Xu hướng mới bây giờ là con gái thế hệ mới là 2K mấy rồi, sinh năm 2000 trở lên, anh đã nâng cấp lên thế hệ con gái mới từ lâu rồi, mấy năm này rồi. Thì anh đã từng yêu các cô gái tuổi 2000 trở lên rồi, 2K rồi, AK3 rồi, AK2, AK1. Anh đã từng yêu hết rồi, nhưng mà là các
thời điểm đó thì các em mấy năm trước thì chúng ta học đại học chưa ra trường, nói chung là anh để cho người ta đi học, người ta chưa ra trường, chưa có công ăn việc làm, nên là anh mấy năm trước là anh không yêu nữa, và anh không yêu nữa, anh đợi người ta ra trường, và ra trường người ta mới ra trường 2002, mới ra trường đi làm rồi xong lại chia tay. Đúng rồi anh, thường á sẽ thế, nhưng mà anh là đã 30 mối tình là ai cũng vậy, anh phải rút ra được kinh nghiệm chứ. Thường em thấy chắc cô trẻ là cổ sẽ có nhiều lựa chọn cho cổ lắm, cô không có chọn mình đó, nói thẳng ra là như vậy. Thường là các cổ sẽ thích những người trẻ trung tầm tuổi các cô đó thôi, cũng khó lắm. mình lớn tuổi quá thì các cô không chịu. Một số đa số đây là người ta không thích là hơn tuổi hơn đâu. Đúng rồi, nhiều. Nhưng mà một số các cô gái thì gái trẻ này cũng thích những người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Tuy là nhiều tuổi hơn nhưng mà họ có sự nghiệp, công việc, gia đình, kinh tế ổn định chẳng hạn, chín chắn, trưởng thành. Rồi, thì bây giờ anh thích. Cho em biết là cái kinh tế của anh như thế nào đi, để có sự ổn định không, để biết được nói với các cô gái này. Anh thì nhà cửa công việc ổn định rồi, có trình độ đại học trở lên rồi, là bằng cấp nghề nghiệp công việc thì hiện nay thì anh đang làm một nhà đầu tư kinh doanh tài chính, anh có tự lập về kinh tế rồi. Thì anh có thể là lo được cho vợ con sau này. Cái thu nhập của mình trung bình một tháng thì như thế nào anh? Anh không thu nhập của anh không phải là người đi làm công ăn lương làm thuê. Thu nhập của anh nó không phụ thuộc vào đi làm lương tháng, mà thu nhập của anh nó dựa trên kết quả kinh doanh và cả một quá trình kinh doanh 1 năm, 2 năm, nhiều năm. Đó là thu nhập không giới hạn, em hiểu không? Nhưng về mặt kinh tế thì anh có thể lo đủ cho cuộc sống, cho gia đình, cho vợ con sau này. Rồi tài sản nhà cửa này kia là mình có đúng không? Thì tìm được một người đàn ông trưởng thành mà đầy đủ như anh là bây giờ hơi có. Tại những cái mà kinh tế rồi công việc này kia rồi nhà cửa này kia cũng cần phải có xác minh thực tế thì các cô ấy mới tin được, còn mình nói không thì cũng rất là khó. Dù gì thì cũng phải có cái thời gian tìm hiểu rất là kỹ giữa hai bên nữa, gặp mặt này kia tất cả các thứ nữa anh ha. Thì ở đây chỉ là cái vòng thứ nhất thôi. Nếu mà mình được chọn cũng như là có cái người phù hợp thì chương trình sẽ có một biên tập sẽ trao đổi làm việc thêm với anh ha, để mình trao đổi những cái tiêu chí. Và trong chương trình nói luôn là chỉ là cái nơi để mà kết nối gặp gỡ cho hai người thôi. Sau đó là cái chuyện tìm hiểu sau đó nữa là do hai bên sẽ tự tìm hiểu với nhau ở bên ngoài nữa anh ha. Dạ rồi, em cảm ơn anh Thành nha.